gia nhập Al Ittihad với lương khủng, Benzema tái ngộ Ronaldo. Karim Benzema sẽ tái ngộ đồng đội cũ Ronaldo tại giải vô địch Saudi Arabia. Những thông tin mới nhất cho thấy tiền đạo người Pháp sẽ gia nhập Al Ittihad, đội bóng vừa lên ngôi vô địch Saudi Arabia. Benzema đang sống những giờ cuối cùng trong màu áo Real Madrid. Ngoại trừ một bước ngoặt bất ngờ, tương lai của tiền đạo người Pháp đã được định đoạt. Hôm qua, Benzema tới trung tâm Vadebek tập luyện một mình sau đó rời đi cùng người đại diện Karim Dajiri. Những ngày gần đây, Dajiri đã làm việc khẩn trương với Gajawi, một trong những gia tộc quyền lực nhất tại Saudi Arabia và đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch chiêu mộ chân sút người Pháp. Người kết nối phía Saudi Arabia với Benzema chính là Fadrik, chú ruột tiền đạo 35 tuổi. Bến đỗ sắp tới của Benzema là Al Ittihad, đội bóng vừa lên ngôi vô địch Saudi Arabia. Tiền đạo người Pháp sẽ ký hợp đồng 2 năm với Al Ittihad kèm mức lương 100 triệu euro mỗi năm, chưa bằng Ronaldo, 400 triệu euro năm. Nhưng cũng là con số trong mơ với bất kỳ cầu thủ hàng đầu nào. Một phần không nhỏ trong khoản lương mà Al Ittihad trả cho Benzema sẽ được gánh vác bởi gia tộc Gajawi. Theo tờ Marca, Benzema đã thông báo quyết định ra đi với ban lãnh đạo Real Madrid. Quả bóng vàng 2022 cũng đã nói chuyện với huấn luyện viên Carlo Ancelotti về việc chuyển sang Saudi Arabia chơi bóng. Đáng chú ý, Benzema đã liên lạc với Ronaldo để hỏi thăm về giải vô địch Saudi Arabia cũng như cuộc sống tại quốc gia Trung Đông. Ngôi sao người Bồ Đào Nha khoác áo Al Nassr từ tháng 1 năm 2023, ghi được 14 bàn thắng sau 19 lần ra sân trên mọi đấu trường. Hợp đồng của Benzema tại Real Madrid vẫn còn tới năm 2024, nhưng quyết định của tiền đạo người Pháp là rất khó đảo ngược. Phía Real Madrid mong muốn Benzema ở lại, nhưng tôn trọng quyết định của quả bóng vàng 2022. Các bên sẽ sớm tìm được tiếng nói chung để Benzema ra đi. Có thể Al Ittihad sẽ mua lại một năm hợp đồng của Benzema, hoặc Real Madrid và chân sút kỳ cựu tìm được thỏa thuận thanh lý trước thời hạn. Cũng theo Marca, Al Ittihad đã xác nhận việc chiêu mộ thành công Benzema. Ngoài ra, Helder Costa, cầu thủ chạy cánh của câu lạc bộ Saudi Arabia, cũng lên tiếng khẳng định vụ bom tấn. Chúng tôi rất vui mừng khi câu lạc bộ chiêu mộ được chủ nhân quả bóng vàng, tuyển thủ Angola phát biểu trước báo giới. Al Ittihad, biệt danh những con hổ, là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất tại Saudi Arabia khi thành lập vào năm 1927. Đội bóng nằm tại Jeddah có bề dày thành tích đáng nể với 9 chức vô địch quốc gia, 9 lần đoạt cúp quốc gia và 2 lần vô địch AFC Champions League. Huấn luyện viên trưởng của Al Ittihad là gương mặt không hề xa lạ, Nuno Espirito Santo. Cựu huấn luyện viên Tottenham mới đến Al Ittihad vào tháng 7 năm 2022 nhưng đã gặt hái thành công ấn tượng với chức vô địch Saudi Pro League. Lần đầu tiên cho Al Ittihad sau 14 năm dài chờ đợi. Trong đội hình hiện tại của Al Ittihad có một vài ngôi sao đáng chú ý như Igor Corrodado, Romarinho, Helder Costa hay Abdelrazza Hamdallah. Trong quá khứ, Al Ittihad từng sở hữu không ít các tên tuổi của bóng đá thế giới như Roberto Donadoni, Dejan Petkovic, Rob Weiss, Bebeto, Moutinho và Wilfried Bony. Song không ai trong số này đạt đến tầm cỡ như Karim Benzema, người đoạt quả bóng vàng 2022. Sở hữu 5 chức vô địch Champions League và là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới trong một thập kỷ qua. Benzema là một tượng đài của Real Madrid sau 14 mùa giải khoác áo. Ghi tổng cộng 353 bàn sau 647 trận. Nhưng ở tuổi 35, Benzema khó lòng chối từ một lời đề nghị lên tới 200 triệu euro từ Saudi Arabia. Cuối tuần này, Benzema sẽ chơi trận chia tay Real Madrid trước Bilbao tại vòng cuối La Liga.